Thưa quý khán giả và các đồng chí, kinh qua ba cuộc chiến tranh của dân tộc với nhiều chiến tích, giờ trở thành người lãnh đạo đất nước giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới. Đại tướng, cố chủ tịch nước Lê Đức Anh đã để lại ấn tượng sâu đậm với những người từng được gặp, tiếp xúc với ông về tấm gương một nhà lãnh đạo quân sự tài năng, một nhà chính trị xuất sắc và một đảng viên cộng sản hết lòng phục vụ đất nước cho đến tận cuối đời. Dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn có các quyết định đúng đắn, sáng tạo, thể hiện tầm nhìn sâu rộng của nhà quân sự, nhà lãnh đạo tài ba xuất sắc, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, cuộc đời và sự nghiệp của vị đại tướng gắn liền với nhiều mốc son lịch sử dân tộc, gắn liền với các chiến trường từ Bắc vào Nam. Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, 30 năm chỉ huy chiến đấu trên chiến trường Nam Bộ, gần 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Dù ở trong hoàn cảnh nào, đại tướng đều toát lên phẩm chất của một nhà lãnh đạo quân sự tài năng, một nhà chính trị mẫn cảm, một cán bộ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nơi cuối con sông Chuồi Hiền Hòa chảy vào phá Tam Giang là làng Bàn Môn, xã Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, quê hương của Đại tướng Lê Đức Anh. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ năm 1930, Bàn Môn chính là địa điểm thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ mảnh đất quê hương này đã hun đúc nên tinh thần yêu nước, đấu tranh cách mạng của chàng thanh niên Lê Đức Anh, sau này trở thành vị tướng tài ba ở những chiến trường nóng bỏng. Ở những năm đầu hoạt động cách mạng sôi nổi tại quê hương với bao khó khăn gian khổ, đã tôi luyện đồng chí Lê Đức Anh trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Năm 18 tuổi, chàng thanh niên xứ Huế vinh dự được kết nạp đứng trong hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với những người dân Lộc An, đại tướng đã để lại tình cảm sâu đậm về một vị tướng tài đức vẹn toàn, vị chủ tịch nước gần gũi, giản dị và thân thương. Gần 10 lần từ khi làm chủ tịch nước, bác đã về thăm quê hương xã Lộc An, rồi bác quan tâm đến gia đình chính sách, người của cách mạng, gia đình hộ nghèo, đồng viên là học sinh ở địa phương học tập. Và những cái sự quan tâm của bác là tạo động lực giúp nhân dân xã nhà cố gắng học tập để phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp. Cuộc đời binh nghiệp của ông gắn với các chiến trường từ Bắc vào Nam, với 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 11 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, 7 năm trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam cùng quân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng và tái thiết đất nước. Trong suốt quá trình ấy, ông đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dấu ấn về tài chỉ huy, tài thao lược của Đại tướng Lê Đức Anh in đậm nét khi ông trở lại chiến trường miền Nam trên con tàu không số, đảm nhiệm cương vị Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Miền. Quá trình chỉ huy tác chiến, đồng chí đã đề xuất nhiều phương án cách đánh quan trọng. Theo đó, Đại tướng Lê Đức Anh đã trực tiếp chỉ huy lực lượng tại chỗ, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn không có dân, hình thành các huyện căn cứ, xã căn cứ. Với một cái tư tưởng là chiến tranh nhân dân ở một vùng không có dân, thì đồng chí Lê Đức Anh tổ chức tất cả các cơ quan của quân giải phóng và cơ quan của quân ủy miền, cơ quan dân chính đảng thành những huyện đội, xã đội và tổ chức trận địa phòng ngự ngay tại chỗ. Mà cái ý tưởng này là quân địch hết sức bất ngờ, cho nên là Mỹ nó huy động tối đa hải lục không quân để nó càn quét, nó nhằm tiêu diệt hết cơ quan đầu não của mình và chủ lực của mình, thì ngược lại Mỹ đi đến đâu cũng bị đánh. Với cách thức đó, chúng ta đã tạo ra một thế trận chiến tranh nhân dân rộng lớn và có chiều sâu.
Thực tiễn đã minh chứng phương pháp tác chiến này phát huy hiệu quả và giành thắng lợi to lớn. Quân và dân miền Nam đã đánh thắng các cuộc hành quân có vũ khí tối tân của Mỹ, đỉnh cao là cuộc hành quân Junction City năm 1967. Sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968, định tập trung lực lượng, phản kích, đẩy lực lượng ta ra khỏi thành phố, thị xã. Chúng đẩy mạnh các chương trình bình định, lấn chiếm nhanh chóng các vùng nông thôn rộng lớn. Quân và dân miền Tây Nam Bộ bước vào thời kỳ khó khăn nhất, tưởng chừng như không vượt qua được. Trong bối cảnh ấy, Đại tướng Lê Đức Anh được giao nhiệm vụ làm tư lệnh quân khu 9. Đồng chí Võ Văn Kiệt được điều về đảm nhiệm chính ủy quân khu. Sau Mậu Thân của mình thì ở trên miền thì cũng đã khó khăn, nhưng mà dưới quân khu 9 rất khó khăn. Quân số thì hết, không còn nữa. Địch thì tấn công liên tục. Những cái vùng mà trước đây mình gọi là vùng giải phóng của mình thì gần như nó tấn công hết, nó chiếm đoạt hết. Rồi rừng U Minh như vậy là trước đây cũng là trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ là địch cũng không vào được. Nhưng mà sau Mậu Thân thì nó vào được hết, đánh được hết, rồi đánh chiếm và đóng lồn trong ấy. Thì anh Kiệt thì lấy bí danh là Tám Thuận, còn anh Đức Anh ấy thì lấy tên là Chiến Hòa, lấy liền bí danh về làm tư lệnh quân khu 9. Trong ký ức của Đại tướng Phạm Văn Trà, dù trong điều kiện hết sức khó khăn gian khổ, nhưng Đại tướng Lê Đức Anh luôn thể hiện tâm thế của người chiến sĩ đứng vững trên thế tiến công, chủ động tấn công trong suy nghĩ và hành động, lăn lộn với thực tế chiến trường để tìm ra những cách đánh hiệu quả, giảm hy sinh xương máu của chiến sĩ và đồng bào mà vẫn chiến thắng kẻ thù. Thế thì khi ông về thì ông nắm sát được tình hình và nắm chắc được tình hình, và từ đó ông chỉ đạo dần từng bước cái để mà khôi phục lại những cái vùng đã mất và khôi phục lại vùng giải phóng. Thế thì từ đó thì ông ấy có cái sát với thực tiễn và đi sát với thực tiễn và giải quyết những công việc rất là nhanh. Cho nên tôi nghĩ là ông Kiệt với ông Đức Anh là những lần khó khăn nhất, chiến trường là khó nhất, thì hai ông lại được bộ và được bộ anh chị cử về. Và khi ông này về thì ông làm chuyên biết được tình thế. Trên vai trò là tư lệnh quân khu 9, ông đã cùng với đồng chí Võ Văn Kiệt đề ra chủ trương sốc lại tinh thần đoàn kết nội bộ, đưa lực lượng vũ trang trở lại địa bàn tiến công địch, không để địch giành quyền chủ động lấn chiếm Bình Định, tạo sự chuyển thế to lớn trên chiến trường khu 9 và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê Đức Anh, quân và dân quân khu 9 đã phá thế kìm kẹp nhiều nơi, mở được một số vùng giải phóng, từ đó vượt qua được những thử thách ác liệt nhất, tạo điều kiện thuận lợi để cùng toàn miền thực hiện các cuộc tổng phản công chiến lược. Thì ông luôn hướng tới một cái tác chiến làm sao mà vào chọn vào cái điểm mà kẻ địch không ngờ nhất. Có chọn được như vậy thì hiệu suất chiến đấu mới cao, thắng lợi mình giành được lớn mà cái hy sinh tổn thất ít nhất có thể. Đặc biệt sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973, chính quyền Sài Gòn đẩy mạnh Bình Định lấn chiếm vùng giải phóng. Lúc này bản lĩnh chỉ huy của Đại tướng lại càng được bộc lộ rõ nét. Từ việc đánh giá đúng bản chất kẻ thù, đồng chí đã cùng khu ủy quyết định và chỉ đạo quân dân quân khu 9 chiến đấu ngoan cường, bẻ gãy các cuộc hành quân lấn chiếm quy mô cấp quân đoàn của địch, dập tắt hoàn toàn kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của chúng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tháng 4 năm 1974, đồng chí Lê Đức Anh được phong quân hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng. Ông Lê Đức Anh có một tầm nhìn chiến lược mà ông cũng sâu sát, nói đi làm, đi đôi làm, mà dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, mà cũng là một trong những người mà có tầm cỡ chiến lược. Khi ông đánh giải phóng rộng như vậy đến tháng 10, thì trên bộ và trên trung ương thấy rằng quân khu 9 lại đánh được giải phóng được, mà lại giữ được vùng giải phóng, lại mở rộng giải phóng, giữ được vùng căn cứ, cho mình nói là toàn bộ là đánh hết. Năm 1974, trên cương vị Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, đồng chí đã chủ động xây dựng kế hoạch tác chiến mùa khô 1974-1975, chỉ huy các đơn vị tiến công các chi khu Bù Đăng, Bù Đốp, Đồng Xoài, tiêu diệt toàn bộ địch, giải phóng tỉnh Phước Long. Đây là trận trinh sát chiến lược, làm cơ sở để Trung ương Đảng hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cái mùa mưa đó, đồng chí Lê Đức Anh đã cho tổ chức cho bộ đội diễn tập căn cứ Đồng Xoài trên thực địa
ở cánh đồng ban ấy, diễn tập rất là kỹ và theo kiểu đánh mới. Trước đây mình chỉ đánh là dùng bộc phá liên tục và mở cửa đột phá khẩu ở một hướng thôi, thì hy sinh rất là lớn. Thì bây giờ đồng chí Lê Anh bảo các đồng chí là dùng kiểu cách đánh bí mật đặc công đấy, vào tháo gỡ hàng rào và sau đó cùng đồng loạt nổ súng. Thì đã tập đi tập lại cánh đồng ban vừa căn cứ đồng xoài, cho nên là đồng chí Lê Anh ở trên lệnh không cho đánh đồng xoài trước, thì chỉ huy bộ đội đánh Bà Rá là một loạt các cái căn cứ nhỏ ở phía ngoài dọc đường 14, sau đó quay lại đánh đồng xoài thì thắng lợi. Và khi căn cứ đồng xoài mất thì quân địch hoang mang cực độ. Trung ương Đảng khẳng định cái chiến thắng này là một đòn trinh sát chiến lược, nó đúng tầm như thế, và làm cho Trung ương xây dựng quyết tâm là rút ngắn ý định ban đầu là trong 2 năm thì chỉ trong 4 tháng đầu năm 1975. Và quả nhiên cuộc kháng chiến của chúng ta đã diễn ra ở giai đoạn cuối đúng như vậy. Chiến thắng Phước Long đã mở ra cơ sở vững chắc để Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm giải phóng miền Nam. Đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị Phó Tư lệnh Chiến dịch kiêm Tư lệnh Cánh quân hướng Tây Nam, một trong năm hướng tiến công của trận quyết chiến chiến lược cuối cùng đánh vào thành phố Sài Gòn, là hướng tiến công khó khăn nhất. Song bằng bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc, đồng chí đã tham gia hoạch định và trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Qua cái tài chỉ huy rất là quyết đoán và sắc sảo, bắt đầu từ lập kế hoạch mà cho đến tất cả các cái tổ chức lực lượng mà cho đến cái chia lực lượng, thì ông đã có những cái bước rất là quan trọng như vậy và đưa đến cái thắng lợi của cái chiến dịch Hồ Chí Minh. Một dấu ấn nữa trong đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh là thời kỳ ông làm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Trong suốt gần 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, ông đã đánh giá chính xác tình hình ở địa bàn, đề ra phương thức, phương châm, biện pháp tiến hành đấu tranh phù hợp thực tiễn và quy luật khách quan, giúp bạn vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, áp dụng trên chiến trường chống lại cuộc chiến tranh du kích phản cách mạng của quân Pol Pot. Tướng Lê Đức Anh chính là người đưa ra ý kiến tôn trọng các quyết định của Campuchia. Ngài Lê Đức Anh nói với tôi rằng, Việt Nam chỉ làm nhiệm vụ ngăn chặn vây trở lại của chế độ diệt chủng Pol Pot. Việt Nam không thể ở lại Campuchia mãi mãi. Đến một lúc nào đó, Campuchia phải đủ khả năng tự bảo vệ đất nước của mình. Theo các nhà sử học và tướng lĩnh nghiên cứu quân sự, Đại tướng Lê Đức Anh thực sự là một tướng trận, một nhà cầm quân đại tài. Ông luôn có mặt ở những điểm nóng nhất và cũng luôn trở về trong từng chiến thắng, từng chiến dịch được giao phó và đảm nhiệm. Với tư chất thông minh, tư duy sắc sảo, mẫn cảm về chính trị và bản lĩnh chỉ huy quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, Đại tướng luôn có tầm nhìn chiến lược trước mọi diễn biến của thời cuộc. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng đã có nhiều đề xuất quan trọng và được Bộ Chính trị phân công trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Trong đó có vấn đề giảm quân và điều chỉnh thế bố trí chiến lược quốc phòng. Quân đội muốn mạnh, muốn hiện đại thì phải tinh, gọn. Với chủ trương ấy, ông đã điều chỉnh lại thế bố trí chiến lược, bao gồm phía Bắc, phía Nam và Tây Nam, Tây Nguyên, xác định vị trí đứng chân của các binh đoàn chủ lực kết hợp chặt chẽ với thế trận phòng thủ biển đảo. Việc điều chỉnh được thực hiện bài bản, toàn diện để đảm bảo đất nước không bị bất ngờ và không bị động khi có chiến tranh xảy ra. Chúng ta phải thu gọn lại biên chế, nhưng mà không có những vấn đề gì lớn tác động đến chính trị, đến tư tưởng, đến tình cảm, đến đời sống của bộ đội. Thì tôi cho rằng đó là công lao của tập thể, nhưng mà người có công lớn trong việc này với vai trò chủ trì là Đại tướng Lê Đức Anh. Khi giảm quân số, vấn đề đặt ra trước tiên là phải giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, sĩ quan ra quân. Để làm việc này, Đại tướng Lê Đức Anh đã đề xuất các chính sách phù hợp nhằm ổn định tư tưởng cho bộ đội. Đại tướng Lê Đức Anh xác định rõ, để điều chỉnh quân số từ hơn 1 triệu xuống còn một nửa, trước hết phải xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc vững chắc cùng một quyết tâm chính trị tuyệt đối vững vàng. Chiến lược này là ta xây dựng các khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Mỗi khu vực phòng thủ chung có khu vực phòng thủ then chốt.
Và quân hàng ngày ấy, là có luyện tập, yeah, luyện tập thực binh, học tập kỹ càng, nhưng mà sau đó là vẫn về các vị trí sản xuất, học tập, nghiên cứu vân vân, ai về đó. Chiến lược mới này làm cho chúng ta giảm được quân số thường trực, yeah, nhưng mà cái phòng thủ đất nước lại mạnh hơn trước, vững vàng hơn trước. Việc giảm quân số thường trực và điều chỉnh thế bố trí chiến lược là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam những năm 1987-1990. Điều này góp phần tạo ra một thế trận phòng thủ quốc gia mới, phù hợp với tư duy nghệ thuật quân sự hiện đại và xu thế phát triển về kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, đặt tiền đề cho tiến trình phá bỏ thế cấm vận, hội nhập và phát triển những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Những điều Đại tướng Lê Đức Anh làm từ hơn 30 năm trước đã tạo nên những tiền đề to lớn để Việt Nam hôm nay tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh và tiến lên hiện đại. Chủ trương đó đã để lại cho chúng ta những bài học hết sức sâu sắc về xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh hiện nay. Trong đó nổi bật là bài học về xây dựng cơ cấu tổ chức, biên chế đồng bộ, hợp lý kể cả với con người và vũ khí trang bị, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, bảo đảm cho quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh luôn sát cánh cùng đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, tập thể Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo khởi xướng và đề xuất nhiều quyết sách quan trọng để chỉ đạo công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta dần thoát khỏi khủng hoảng kinh tế trầm trọng và sự bao vây cấm vận. Đặc biệt, công tác đối ngoại thời kỳ đầu công cuộc đổi mới đã in đậm dấu ấn và vai trò cá nhân của đồng chí Lê Đức Anh. Với tư duy sắc sảo, nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh là người đề xuất những giải pháp nhằm bình thường hóa quan hệ với Mỹ, gia nhập ASEAN, mở rộng quan hệ với các nước. Với những bước đi khôn khéo trong thực hiện ngoại giao với Mỹ bằng chiến dịch phẫu thuật nụ cười và tìm kiếm người Mỹ mất tích MIA, đánh dấu nền móng quan trọng, tạo tiền đề vững chắc trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Kết quả những bước phát triển lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước và hòa bình ổn định ở khu vực ngày nay đã minh chứng tầm nhìn chiến lược và công lao đóng góp của Đại tướng. Sau mỗi những đợt mổ nhân đạo thì nó làm cho tình cảm và sự hiểu biết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì ngày một tốt đẹp hơn. Và cái việc làm của giáo sư Phan đã được nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh đánh giá rất là cao trong việc thực hiện cái nhiệm vụ là bằng con đường khoa học kỹ thuật để làm cầu nối giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Là một trong những cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, nhưng với cuộc sống đời thường, Đại tướng lại rất giản dị, sâu sắc, nhân văn, được đồng chí đồng đội và nhân dân yêu mến, bạn bè quốc tế đánh giá cao. Ở miền châu thổ sông Cửu Long, người ta gọi Đại tướng Lê Đức Anh với cái tên thật gần gũi, Bác Sáu Nam. Bởi suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, ông cũng luôn giản dị, chân thành, để lại tình cảm đẹp trong lòng người dân Nam Bộ. Trưởng thành trong khói lửa chiến tranh, hơn ai hết, Đại tướng Lê Đức Anh hiểu rõ hy sinh, mất mát của bao lớp người đã ngã xuống vì hòa bình, tự do. Chính vì vậy, trên cương vị Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh chỉ đạo cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng ra soát xây dựng kế hoạch, đề xuất chủ trương phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là một chính sách đúng đắn, mang đậm tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Ông ấy chỉ có suy nghĩ này, tất cả anh hy sinh gì hy sinh không bằng những người phụ nữ là đẻ ra những đứa con mà dám hy sinh cho đất nước như vậy. Có những bà mẹ một con cũng cho đi bộ đội rồi cũng hy sinh, hai con cũng cho đi bộ đội hy sinh, ba con cũng cho bộ đội hy sinh, thì phải tôn vinh và phải tạo điều kiện cho các bà có một cái vinh dự trong đất nước. Những thử thách nghiệt ngã của các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc cùng sự rèn luyện nghiêm khắc tự giác của bản thân đã hun đúc nên phong cách con người Đại tướng Lê Đức Anh. Đó là vị tướng của chiến trường, tư duy chiến lược sắc sảo, tầm nhìn sâu rộng trong những vấn đề chiến lược của đất nước, của quân đội. Một nhà lãnh đạo trách nhiệm, tâm huyết, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và vị thế của đất nước lên trên hết,
cuộc đời hơn 80 năm hoạt động cách mạng của Đại tướng đã để lại cho dân tộc Việt Nam một tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, những di sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.